Thứ nhất các bạn sẽ vất ở trong htdoc rồi. Bạn cài vào trong thư mục cài sao của bạn sẽ để trong htdoc. Tạo ra một cái ví dụ như là shop đi. New photo. Shop. Shop không rồi nhỉ. Trong đây các bạn sẽ tổ chức thư mục như sau. Các bạn sẽ tạo một cái thư mục có tên là admin. Đó. Trong cái thư mục admin này chúng ta sẽ chứa những cái mà chúng ta copy được. Chúng ta sẽ kéo vào trong site latex và chúng ta xử lý nhé. Đây, kéo cả cái thư mục shop này. Trong đây các bạn sẽ trang đầu tiên mà người dùng vào đấy sẽ là trang index.php nên là cái trang home rồi, các bạn, trang chủ người dùng. Best Buy. Template. Đây là trang home. Còn vào trang admin cũng thế, cũng sẽ có một cái file là index.php. Trang này nó sẽ sử dụng cái theme giao diện vừa rồi chúng ta copy được. Đúng không ạ? Vậy thì để mà có giao diện này thì chúng ta sẽ phải copy tất cả các cái thư mục CSS rồi phone rồi email JS rồi một số cái plugin của jQuery cần thiết chúng ta dùng. Ta sẽ dùng những là CSS đó, dùng những này. Mấy cái này thì không dùng cũng được, chỉ dùng CSS là đủ rồi, đúng không ạ? Copy nó. Chúng ta sẽ vào trong cái thư mục gốc của chúng ta này, Sam này, htdoc vào shop. Đây là ổ C rồi, chúng ta đang thực hiện trên ổ D nhé. htdoc rồi nhé. Đây shop đây, đó. Admin các bạn sẽ paste nó vào đây. Đó. Sau đó chúng ta sẽ mở cái file mà tải về đấy chính là cái file giao diện đấy ở đây ra, đúng không ạ? Giao diện ở chỗ download này. Chúng ta sẽ tìm đến backend, bạn kéo hẳn vào đây chúng ta xử lý cho dễ. Mở nó ra. Thứ nhất chúng ta sẽ copy cái index của nó. Trang này chính là trang home đúng không? Copy, Ctrl C, sau đó bạn vào cái về shop của chúng ta này, vào admin này, vào index này. Đó, các bạn paste nó vào đây. Được chưa? Đó, chúng ta chạy xem lên giao diện nó có bị lỗi phần nào không. Đây là cái trang HTML nhé, còn chúng ta sẽ chạy vào PHP thông qua cái localhost 2.8080 suộc shop enter thì đây là cái ra khi mà người dùng truy cập vào đây thì nó sẽ là trang người dùng đúng không ạ, đó sang cái home người dùng luôn. Còn cái trang dành cho người quản trị thì phải vào thông qua cái admin này enter đó thì nó sẽ vào cái trang quản trị như này. Bây giờ chúng ta sẽ xử lý để làm cái trang quản trị này. Các bạn hoàn toàn có thể xóa các cái thành phần của nó đi nhá. Để cho nó gọn ấy, vì ở đây các bạn nhìn thấy nó rất là nhiều. Vậy thì chúng ta sẽ phải lấy được những cái điểm gì chung và điểm riêng để chúng ta cắt ra. Ví dụ điểm giống nhau của nó thì sẽ có cái sidebar ở bên cạnh bên tay trái và có cái phần header bên tay phải. Còn nội dung ở dạng giữa nó thay đổi thôi, đúng không ạ? Footer nó cũng giữ nguyên như vậy. Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu đi, chúng ta cắt cái giao diện này làm là nhỏ hơn để chúng ta có thể xử lý nó dễ hơn. Vậy thì các bạn vào admin, các bạn new file, tạo ra cái file có tên là header. Header.php. Sau đó chúng ta sẽ quay trở lại cái trang index này. Các bạn tìm đến cái điểm chung. Đây, các bạn sẽ thu nhỏ từng cái thành phần một chúng ta làm cho dễ. Thứ nhất, header chúng ta phải có chung rồi, đúng không ạ? Assign đằng này chính là cái sidebar và cũng cho bé lại. Nó chỉ khác nhau mỗi cái div là content wrapper này thôi. Đó. Content wrapper các bạn cũng thu bé nó lại. Đó, và footer, footer thì phần này. Vậy thì nó chỉ chung nhau nó chỉ khác nhau mỗi cái phần ở giữa này thôi. Đấy chính là cái content wrapper này thôi. Còn đâu là nó giống nhau ở cái phần này, các bạn cắt nó ra. Các bạn sử dụng Ctrl X. Các bạn vào header, các bạn paste nó vào, Ctrl V. Đó, dành cho cái phần đầu và phần menu. Bạn nào kỹ hơn nữa chúng ta có thể cắt cái gì nhỉ? Cái menu ở bên tay trái thành cái sidebar nữa cũng được. Không vấn đề gì, nhưng ở đây nó ít quá thôi, chúng ta không cắt nữa. Đúng không ạ? Tiếp tục chúng ta có cái phần bên footer, các bạn cũng cắt tương tự Ctrl X. Sau đó các bạn sẽ tạo ra một cái file. Kích vào admin, các bạn new file. Các bạn tạo ra là footer. Chấm .php. Do đó chúng ta paste vào.
Được chưa? Đó. Vậy thì lúc này mà khi mà các bạn chạy lại trang này ấy, thì nó chả có gì cả, đúng không? Bởi vì nó bị cắt mất hết rồi. Đó, nó không có gì cả. À, bây giờ chúng ta mới bắt đầu, để mà nó có được ấy, thì chúng ta lại sử dụng PHP, chúng ta sẽ include nó vào. Được chưa? Ở đây nó đang là HTML, chúng ta sẽ không gõ được. Các bạn sẽ phải chọn ở đây là PHP. Sau đó các bạn gõ PHP Cancel Cách. Rồi chúng ta sẽ sử dụng cái input. Cái file có tên là header.php là một. Dạ. Ở cuối chúng ta cũng sẽ include cái file footer.php. Đó. Thì lúc này chúng ta loại lại thì nó lại hoàn toàn giống như thế này thôi. Được chưa? Đó. À, chúng ta có thể loại bỏ bớt cái phần ở giữa này đi. Đấy chính là cái gì nhỉ? Mấy cái nó dài dài ở dưới này. Cái phần này chúng ta sẽ cắt bớt nó đi. Xóa đi xem nào. Nhìn nó đỡ kinh khủng. Đó, chúng ta để như này thôi. Trang đầu tiên là thống kê một số cái, đúng không ạ? Rồi tiếp theo ở phần menu này chúng ta sẽ xử lý để cho nó thành các cái quản lý. Ví dụ như chúng ta xác định được ở cái trang ngoài chúng ta có cái gì thì chúng ta sẽ quản lý ở bên trong cái đấy. À, ví dụ như hôm trước chúng ta có các cái giao diện nào chúng ta đi lấy về nhỉ? Có lên đấy không nhỉ? Hay làm cái giao diện bình thường quá? Làm cái giao diện bình thường tự gõ Bootstrap nhá. Cho đỡ rối. Được chưa? Còn cái phần backend này nó ít thì thôi chúng ta chấp nhận phải cắt ghép nó vào để cho nó đẹp hơn, đỡ phải thiết kế nhiều. Rồi bây giờ ở bên trang ngoài có những cái gì thì bên trong chúng ta phải xử lý cái đấy. Ví dụ như chúng ta có Shopee như này. Nó cứ bị làm sao nhỉ? Đây, ví dụ ở bên trong ngoài chúng ta có cái gì thì bên trong chúng ta cũng phải quản lý cái đấy. Ví dụ như ở đây chúng ta có các cái pop-up quảng cáo thì chúng ta cũng phải có một cái chức năng là quản lý đó. Hoặc là chúng ta có các cái menu, các bạn cũng có thể hoàn toàn làm cái chức năng là quản lý menu. Hay chúng ta có các cái, đây là danh mục thì chúng ta phải có chức năng quản lý danh mục. Ở banner cũng phải có quản lý banner, đúng không? Thêm sửa xóa rồi danh sách các thứ, đúng không? Sản phẩm thì chắc chắn là có rồi đó. Rồi là các cái thông tin ở chân trang này hay là các cái phương thức thanh toán này các bạn cũng phải quản lý nó, được chưa? Đó. Đó, nói chung là bên ngoài nó có cái gì thì bên trong chúng ta phải quản lý nó hết, được chưa? Đấy là cái nghiệp vụ chúng ta cần làm. À, đầu tiên chúng ta sẽ làm cái quản lý danh mục trước. Quản lý danh mục thì chúng ta học rồi và các bạn có thể làm được rồi, đúng không ạ? À, bây giờ chúng ta sẽ đi copy những cái của thằng này nó đẹp đẹp hơn chút. Làm nào. Click vào đây để nó sổ ra như này, đúng không? Để cho nó đẹp hơn. À, vậy muốn nó sổ ra như thế này thì làm như nào? Kiểm tra phần tử của nó. Các bạn vào trang admin NTE, các bạn kiểm tra phần tử và chúng ta nhìn thấy ở đây này, bôi đen đằng này này. À, click vào đây và chúng ta sẽ copy nó. Copy element. Đó. Sau đó chúng ta trở về cái trang header và vào cái phần URL này. Đó, chính là cái phần menu của chúng ta. À, các bạn có thể paste vào. Paste nó vào cái cuối cùng đi xem nào. Đây, paste vào đây. Đó, và chúng ta chạy lại cái trang của chúng ta là cái trang này. Đó, chúng ta có được cái sổ ra sổ vào như này. Bởi vì sao lại sổ ra sổ vào? Vì thầy muốn nó sẽ có một cái gì nhỉ? Có một cái gì ta? À, danh sách này, thêm mới này. Với cái danh mục thì nó ít quá nhỉ. Chúng ta thiết kế cho nó hợp lý. Nên là chúng ta thiết kế một cái form bên tay trái, một cái danh sách bên tay phải thì nó hợp lý hơn nhỉ. Đó, thế thì chúng ta sẽ không cần cái này nữa. Và chúng ta sẽ thay trực tiếp vào đây. Đó, click vào đây sẽ là ra cái đấy. Vậy đầu tiên chúng ta sẽ thay cái quản lý menu đấy bằng quản lý cái danh mục. Danh mục thôi viết thường hết. Quản lý danh mục. Rồi, các bạn bỏ cái phe này đi, đúng không? Chúng ta xóa cái đấy đi. À. Rồi, chúng ta có quản lý danh mục là cái đầu tiên. Được chưa? Chúng ta sẽ thiết kế luôn giao diện để cho dành cho cái phần quản lý danh mục này. À, khi mà kích vào trang này thì chúng ta sẽ bay sang trang quản lý danh mục. À,
vì trang quản lý danh mục sẽ có trang là category.bb đi, đúng không ạ? Vậy chúng ta sẽ tạo ra cái trang là kích vào admin này, tạo ra một trang new file category.bhb đấy ạ. Đó. Ở trong đây chúng ta sẽ phải dùng lại rồi thì chúng ta sẽ dùng lại cái phụ header và footer. Các bạn sẽ gõ php init header là một và footer nữa, đúng không ạ? Đó, rồi. Và chúng ta xem cái index này, tất cả các cái của nó đều phải có cái gì nhỉ? Cái phần section gì đấy đây nhỉ? Wrapper này, đúng không? Có phải có cái wrapper là cái to nhất. À, vậy thì chúng ta xử lý sao nhỉ? Cho nó hay nhỉ? Chúng ta sẽ copy cả cái phần này nữa dành cho cái gì nhỉ? Ctrl X vào cái phần header. Đó, và chúng ta sẽ cắt tiếp cái phần đến đâu rồi, thu bé nó lại chúng ta nhìn rõ. Section đây, cái div này đúng không? À, chúng ta sẽ x luôn như này và để vào cái phần footer, trước cái footer này. Rồi, chưa chắc nó được vì nó khá cấu trúc nó đang hoặc, được chưa? Ok, nó được như vậy rồi thì bây giờ sang trang danh mục chúng ta chỉ cần gõ cái cấu trúc của gì ạ? Content này thôi, sau đó chúng ta tự chế ra, được chưa? À, bây giờ vào cái trang là danh mục category.php thì chúng ta đầu tiên dùng cái thẻ section giống như nó, đúng không? Và có một cái class là gì nhỉ? Container, class Bootstrap thôi. Được chưa? Đó. À, sau container thì nó lại đi với row. Không tab được. Chấm row này. Rồi, trong đây các bạn sẽ chia làm hai, lại sử dụng côn bao nhiêu nhỉ? MD6. Để chúng ta sẽ thiết kế ra một cái form BS3 form. Thực ra các bạn hoàn toàn có thể copy cái form của cái thằng này nhá. Đây này, ví dụ chúng ta vào danh mục này, chưa gắn link đúng không ạ? Các bạn lại trở về cái file header và sẽ gắn link nó vào. Ở cái chỗ là quản lý danh mục, quản lý danh mục đâu? Chúng ta sẽ gắn link nó vào đây, đúng không ạ? .php. Các bạn quay lại và chúng ta kích thì nó sẽ sang trang danh mục như này. À, đúng rồi, thừa cái chữ PHP đúng không? Vào trong cái phần category chúng ta xóa một cái đi. Đó, ok. À, tiếp tục này, chúng ta sẽ có cái form ở đây là cái thêm mới danh mục. À, các bạn hoàn toàn có thể vào đây này, chúng ta sẽ copy cái form của nó bằng cách ở trong đây nó có các form và các bạn có thể lựa chọn các cái form của nó. Đây, các cái form như này. Được chưa? Hoặc là có thể copy cái form của nó về. Đó, còn nếu các bạn nào không thích copy đi thôi, chúng ta tự gõ Bootstrap được, ra nó cũng là Bootstrap mà ra thôi, đúng không? Rồi, chúng ta sẽ quay trở lại và chúng ta sẽ làm tiếp tục cái đó. Ở đây chúng ta sẽ chia ra làm hai phần. Một cái là có lẽ cái form chúng ta sẽ cho nó bé hơn một chút nữa. MD tầm 4 thôi, đúng không? Đó. Và chúng ta sẽ thiết kế thêm nữa. Đấy chính là cái trạng thái. Hoặc chúng ta có thể thêm một cái trường nữa. Đấy là chính là trường gì nhỉ? Cái danh mục của bọn nó thường làm như này các bạn này. Ví dụ ở đây là cái danh mục điện thoại này. Vào cái... Đó các bạn, điện thoại ở máy tính bảng các bạn nhìn nó thường sẽ lấy ở trên đây là cái gì nhỉ? Cái tên tiếng Việt đồng thời là không có, à nhầm, tên không có dấu đồng thời là có cái khoảng cách thì có cái dấu gạch ở đây, được chưa? Vậy thì chúng ta sẽ làm bắt chước như thế và chúng ta sẽ có thêm một cái trường đấy là trường slug. Đây chính là cái đường dẫn đẹp, được chưa? Chúng ta vẽ ra cho nó nhiều nhiều cái làm cho nó thích, đúng không? À, tiếp tục chúng ta có trạng thái. Status có BS3 radio
một cái là gì nhỉ, ẩn, một cái này hiện đúng không? À, nói rồi. Copy cả cái layout này. À, thì chúng ta sẽ có cái đấy ẩn hiện. Bỏ một thằng check cực đi. Rồi bên tay này thì chúng ta sẽ thiết kế ra cái bảng đúng không, table hiển thị danh sách luôn trên cùng trang này luôn, trên dưới á. Cái nào, cái này á, dài ra tiệm này á, nhìn kinh lên được ý. Rồi nội dung của nó không dài đến đấy đúng không. Chúng ta sẽ sử dụng bên tay đấy, chúng ta sẽ có côn MD mấy nhỉ? Còn lại côn MD mấy nhỉ? 8. Chúng ta sẽ có BS3 panel info. Danh sách danh mục chẳng hạn. BS3 table border đi. Chúng ta có số thứ tự, chúng ta có tên danh mục, chúng ta có trạng thái, chết rồi, tiếng Anh tiếng Việt rồi, thôi kệ nó, thiếu một cái td, cũng phải có tương ứng ba cái td đó, chúng ta sẽ có cái đó. Nó hơi lệch nhỉ. Cái trên cũng để panel đúng không? Ctrl X. BS3 panel info. Thêm mới. Ctrl A. Xóa cái này đi. À, ta sẽ có cái form thêm mới và cái danh sách thì ở bên tay kia. À. Rồi, bây giờ chúng ta thực hiện thêm mới và xử lý cái slug này luôn, đúng không ạ? Trước hết thêm mới chúng ta sẽ đặt tên đi, name này, thằng này là tên danh mục. Name bằng name. Rồi sẽ slug. Thằng này sẽ là status. Và chúng ta sẽ thiết kế cơ sở dữ liệu luôn. Đây chúng ta có cái C1911M rồi đúng không? Chúng ta sẽ thêm một cái trường nữa. Và các bạn sẽ xóa các dữ liệu của nó đi nào. Xóa bỏ dữ liệu đi. Ở trong cái bảng C1911 Easy này chúng ta sẽ thêm một trường nữa vào category này. Bạn kích vào struct này, bạn sẽ thêm sau cái cột name một trường nữa. Đấy là chính là trường slug. Slug này chính là varchar 255 đi. Thực ra cái này nó ngắn là tầm 100 thôi. Không có danh mục nào quá dài như thế cả. Và cái slug này chúng ta sẽ thường cái tên và slug này nó sẽ là duy nhất, không thì trùng. Các bạn có thể thêm cái trường duy nhất nhất vào này, ví dụ như này duy nhất. Rồi ok, ràng buộc của nó thôi. Bây giờ chúng ta sẽ xử lý thêm mới trong cái gì nhỉ, shop này chúng ta này, admin này. Các bạn ý tất cả các cái ví dụ như là bên ngoài trang người dùng, sau này chúng ta cũng phải dùng đến cái connect, mà trong admin cũng phải dùng cái connect. Vậy chúng ta sẽ tạo ra một folder có tên là gì nhỉ, config đi,
db. Đó. Trong cái config db này các bạn tạo ra một file là connect.php. Các bạn có thể trong cái này có thể để database vào trong đấy. Có PP này. Chúng ta vẫn dùng cái DonaCon như bình thường bằng MySQLi connect localhost. Đó, chúng ta sẽ làm chỉ làm đi làm lại cái này mà chúng ta không nhớ được nữa thì thôi đấy. Gì nữa nhỉ? Rose. Password và DB name là PH1911 EZ đúng không? Tiếp tục chúng ta có cái gì nhỉ? MySQLi set gì nữa nhỉ? Cha set đô la con phải UTF-8. Ta có thể remove cái này đi. Rồi, bây giờ đến các cái trang kia chúng ta muốn sử dụng nó ấy, thì chúng ta nên include vào trong cái phần gì nhỉ? Header, vì tất cả trang đều dùng header. Đó. Chúng ta sẽ dùng PHP. Bây giờ include thì phải dùng cái gì các bạn? Đúng rồi, chấm chấm nhá. Suộc config và đến connect.php. Rồi, sau đó chúng ta sẽ làm xử lý tiếp cái phần thêm mới. Và tiếp tục chúng ta phải xử lý được cái hàm select này. Đó. Vậy thì các bạn một là chúng ta kiến thức của chúng ta chưa, các bạn có viết được cái hàm select không? Select nó biến đổi tiếng Việt thành tiếng tiếng có dấu thành không dấu và khoảng cách thì thêm dấu gạch như này. Nếu mà thế thì chúng ta sẽ về thử nhé, dùng cái hàm JavaScript các bạn có thể làm được cái hàm select này. Ở đây thì chúng ta có thể search, đây chính là function select JavaScript. Đây là cái này, đây chính là cái này, có hết luôn chứ còn gì nữa. Đây cái hàm jQuery thôi, à hàm hàm à, thằng này nó viết bằng JavaScript đúng không? À, chúng ta sẽ nhúng nó vào trong cái phần footer của chúng ta. Đây chúng ta sẽ tạo thêm một cái này nữa. Rồi, xem nó viết như nào nhá. Thứ nhất là lấy text từ input title. À, chúng ta có thể điền cái này thành slug. Lấy value. Từ input này. Chúng ta có document.getElementById và .value thì cái thằng này nó cho phép các bạn lấy giá trị từ cái input. À, và vào xong cái trang KT này nhìn cái input ID của chúng ta chưa đặt và chúng ta có thể đặt ở đây là name. Okay. Thì ở đây chúng ta sẽ lấy được về cái name footer, chúng ta sẽ điền vào đây là name by ID theo name được chưa? À, để biết nó chạy được hay không chúng ta thử này. Anode ra cái slug này mà. Đó, nhưng mà chúng ta chưa có cái gọi đến cái hàm này đâu nhé. À, muốn gọi được cái đến cái hàm này thì chúng ta sẽ phải có cái sự kiện của JavaScript, đấy chính là sự kiện on on train. Hoặc là on blur. Gọi đến cái hàm thì đơn giản thôi, chúng ta sẽ gọi đến cái tên hàm này. Đó. Hàm thì nó phải có cái này. Chúng ta thử nhá. Kết quả phát chúng ta blur ra phát thì nó sẽ nhận được chưa? Đó, nhận lấy được cái đấy. Bắt đầu xử lý này. Nó sẽ đổi chữ hoa thành chữ thường thì nó đều dùng các cái hàm repress của thằng JavaScript thôi.
tức là nó cứ nhìn thấy cái chuỗi này này, cứ a ớ bờ cờ giờ đờ có dấu thì nó chuyển hết thành cái gì nhỉ, à còn đâu tương tự như thế, nói chung là nó dễ rồi, nó sẽ lấy cái dấu thành không dấu, được chưa? Các cái ký tự đặc biệt nha, còng các thứ thì nó biến tất cả thành cái gì nhỉ, rỗng, được chưa? À, đổi cái khoảng trắng thành dấu gạch, đây khoảng trắng này, replace, cứ dùng cái hàm replace này thôi. À, tiếp tục là các cái dấu gì nhỉ, ký tự đặc biệt thì cũng thành cái dấu gì, thành cái dấu gạch ngang hết, đúng không? Ở đây là cái ký tự là dấu trắng ấy, còn ký tự đặc biệt thì ở trên này cơ, còn đây là dấu trắng. Cái trường hợp này là mà khi mà người dùng người ta cách cách như này này, cách như này, còn cái trường hợp đầu tiên nó chỉ xử lý được cái khoảng trắng là một khoảng trắng ở chỗ này thôi, đây này khoảng trắng như này, cách như này xử lý được, còn ở đây dành cho xử lý nhiều cái khoảng trắng xử lý cái gạch đầu gạch cuối biến thành cái khoảng trời, thành rỗng, được chưa? Tiếp tục cái câu cuối cùng là document chấm get element by id slug chấm value, thì lúc này sau khi biến đổi được rồi thì nó sẽ gán cái giá trị gì ạ, mà nó lấy được ở đây chính là cái slug này bằng cái gì nhỉ, rồi để chúng ta cho nó chắc ấy, thì chúng ta sẽ alert ra cái slug. Ở đây chúng ta sẽ phải thay đổi một chút thì nó mới chạy này. Để nó thành một cái biến khác đi, title đi, và cuối cùng chúng ta sẽ in ra cái biến là slug, alert ra slug xem được. Áo cơ tab, à, các bạn nhìn thấy nó có đang bị lỗi này, nó có một cái khoảng trắng như thế này thì không ổn rồi. Đây các bạn nhìn thấy khoảng trắng này không? Ờ, đấy chúng ta xem là nó khoảng trắng ra đâu mà có. Đây. Áo sơ. Đó, như thế này mới chuẩn cái slug của chúng ta này, giống như bọn Tiki nó này. Đây này. Tiki đâu nhỉ? Mất gì à? Ok, các bạn cứ hiểu sơ sơ như thế là nó biến đổi cái tiếng có dấu thành tiếng không dấu và có khoảng trắng thì thành cái gạch để nó sao ấy, được chưa? Rồi sau khi chúng ta đã lấy được rồi thì chúng ta sẽ đẩy nó vào thôi. À, cái này by id slug thì chúng ta sẽ tìm đến cái trang Kavi và chúng ta nhìn thấy cái ô input là slug này. À, đặt id cho nó cũng là slug luôn. Thì lúc này nó sẽ gán cái giá trị mà nó biến đổi được vào trong cái đó. À, ví dụ như này, áo sơ mi. Đó, thì nó sẽ ra áo sơ mi. À, chúng ta có cái sự kiện blur, bây giờ chúng ta thử sự kiện là on train nhé. Xem nó có khác nhau cái gì không? Áo sơ mi. Chúng ta sẽ tắt cái alert đi đã. Vào cái phần footer. À, đó thì nó sẽ tự nhận cái asumi luôn. Bây giờ chúng ta thực hiện để thêm mới thôi, đúng không? Thêm mới thì đơn giản rồi. Vào cái phần category này, chúng ta có thể viết vào đây. Hay thêm mới này các bạn thử tự làm nhé.